hội idol Hàn để mặt mộc lên phim. Thiếu son phấn vẫn đẹp bất chấp, đỉnh nhất là visual của Jisoo, Blackpink. Tri thức trẻ cho biết vẻ bề ngoài là điều vô cùng quan trọng đối với các idol Hàn, đặc biệt là với những người đảm nhận vị trí visual trong một girl group. Thế nhưng khi đã sẵn sàng diễn xuất, để phục vụ vai diễn của mình, họ buộc phải để mặt mộc, lộ ra những khuyết điểm trên gương mặt. Trừ ba idol xinh đẹp này bởi mặt mộc trên phim, với họ chẳng phải vấn đề to tát. Dù là lần đầu được đảm nhận vai chính trong một dự án lớn ở Snow The Job, nhưng Jisoo, trùm visual của nhóm nhạc đình đám Blackpink, lại không ngại lan xả, từ lột đồ đến để mặt mộc đều cân tất. Ngoài phân cảnh tẩy trang, xóa hết lớp trang điểm để lộ mặt mộc đẹp hoàn hảo, thì hầu hết trong cả bộ phim, cô trang điểm rất nhẹ, gần như không dùng son. Dù vậy, nhan sắc của chị cả Blackpink vẫn khiến khán giả chết mê. Cả ở lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh, IU đều là một nghệ sĩ chịu chơi, sẵn sàng lan xả, hy sinh hình tượng. Với bộ phim My Mister, phần lớn thời lượng lên hình, IU đều phải xuất hiện với bộ dạng thảm hại, không dùng son phấn, gương mặt u ám, thiếu sức sống. Chính nhờ sự chịu khó hy sinh này mà IU đã có một vai diễn để đời, khiến cô được thừa nhận như một diễn viên chứ không còn là idol đá sân. Không chỉ là một nữ idol, Suzy còn được biết đến với danh xưng tình đầu quốc dân bởi nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Chính bởi điều này mà việc giữ hình tượng đối với cô là vô cùng quan trọng. Dù vậy, cô vẫn sẵn sàng để mặt mộc phục vụ cho vai diễn của mình. Trong Architecture 101, Suzy khoe ra vẻ mộc mạc, trong trẻo, không cần tới son phấn của mình. Bạn nghĩ sao về mặt mộc của các nữ idol này? Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!